Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 vượt qua nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên vẫn có nhiều điểm sáng. Trong phát biểu tại hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá đây là những thành tựu rất đáng tự hào và là động lực cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Tốc độ phát triển kinh tế chúng ta top 16, thu nhập bình quân đầu người của chúng ta là top 10 trong toàn quốc. Hai cái số này là số chỉ tiêu rất là quan trọng và đặc biệt quan trọng đối với liên quan đến đời sống nhân dân của toàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid, mà cái thu nhập bình quân đầu người là chúng ta tăng rất là cao. Kế hoạch thì chúng ta chỉ có 84,5 mà chúng ta đạt 87,7. Mà đấy là đầu năm khi xây dựng kế hoạch của năm 2021, là lúc đó là ảnh hưởng Covid thì rất ít. Nhưng mà chúng ta còn đạt được các số trên cả kỳ vọng. Và chỉ tiêu thứ ba đó là chỉ tiêu nghề nộp ngân sách, chúng ta dự kiến là 17.300 tỷ. Thì đây là một cái số liệu cũng đáng khích lệ và rất khích lệ. Trong bối cảnh này mà trong ta thu được ngân sách thế, không những không bị thấp đi mà thu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo vượt thu. Có nghĩa là trong cả nhiệm kỳ 5 năm, từ khi 27 đây là có năm đầu tiên người ta vượt thu ngân sách. Về tỷ lệ hộ nghèo ấy, trong lúc mà khó khăn như vậy nhưng hộ nghèo thì vẫn cứ giảm, chỉ có 1,32% thôi. Chúng ta đang phát triển bền vững vì cái tỷ lệ mà lạm phát chúng ta chỉ có 1,15, mà trong đó tốc độ phát triển của chúng ta là 6,52%. Chúng ta đột phá giao thông, đột phá các khu công nghiệp và đột phá các khu du lịch. Thì những thế ta ba đột phá này thì mới là tiếp theo, cũng là thực hiện cái nghị quyết của đội thôi. Là ba đột phá chiến lược thì ba cái này nó nằm trong ba đột phá đó. Thì cái hướng đi của chúng ta là như vậy. Nói gì thì nói, chúng ta có vạch cho ý tưởng tốt, hoạch định tốt, nhưng mà chúng ta không làm được công tác giải phóng mặt bằng thì hầu như lại trở về con số 0. Chúng tôi đã tham mưu cho ban đảng bộ một nội dung, tức là cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ các đối tượng đầu cơ đất đai để nâng giá đền bù, làm ảnh hưởng đến tình hình giải phóng mặt bằng của các địa phương, các công trình của huyện, của tỉnh thì phải xử lý. Tất cả các dự án mà thu hồi đất giải phóng được hơn 70% và số dân dưới 200 hộ thì có thể hỗ trợ thi công. Mà làm được điều này thì sau này tôi cũng phải đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo đấy, các dự án trọng điểm của tỉnh, và các đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng phải là trưởng ban chỉ đạo và các dự án trọng điểm của huyện và của tỉnh nằm trên địa bàn huyện. Theo ông chủ tịch Ủy ban huyện theo luật rồi là trưởng ban tổ chức giải phóng mặt bằng, tức là ông tổ chức thực hiện, đây là chỉ đạo. Thì đề nghị thế thì có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, có như vậy thì tôi nghĩ mới thành công được.